Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người một bộ sản phẩm điều hòa sử dụng cho xe Taco Forlan và xe Taco Photon. Với những cái dòng xe rất thông dụng. Hàng luôn sẵn có. Với cái dòng thaco này thì cái chân đế của nó được thiết kế với hai mã, một mã bên lái và một mã bên phụ. Với bộ sản phẩm này thì có liền buly trục cơ luôn nên anh em không phải lo lắng về thiết kế về chân đế. Và giàn nóng ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em đó chính là giàn nóng dày 142332. Một khi dàn nóng đã dày giúp cho sự tản nhiệt rất là tốt, bảo vệ được hệ thống điều hòa. Cái về đôi khi khách hàng của em còn có nhu cầu cao hơn đó là lắp cái dàn nó dày 4 phân tư nắp được cái dàn 3 phân 2 là đã tốt 4 phân 4 càng tốt Anh em hiểu là cái dàn nóng nó càng dày Tản nhiệt rất cao về độ bền Với cái dòng tha cô này Thì nó cũng có hai loại dàn lạnh Để cho anh em lựa chọn Để chế độ là một là mẫu dàn Liền quạt, liền hộp Liền công tắc luôn Thì với cái mẫu dàn này thì nó có 3 loại hàng Để cho anh em lựa chọn à, Một mã là 407 Mặt mạng lốc một mã là 405 Đấy ạ với thiết kế đây và một mã nữa là 404 nó tùy vào giá thành của sản phẩm và một uh, mã dàn nữa là một mã dàn A8 như chúng ta hay thường gọi. Đây có thể gọi là cái uh, bộ gọi là cái dàn uh, hay chế nhất và chế nhiều nhất cho tính đến thời điểm hiện tại. Và cái quạt dàn nóng cũng là quạt uh, ốp sắt ốp vừa với cả da nóng luôn. Đây là quạt 120W với cái công suất cao này thì nó tản nhiệt rất là mạnh. Về cái dây Kuroa sử dụng cho cái bộ này thì nó sẽ từ A4 142 43 44 45 tùy theo anh em chỉnh độ. Và cái lốc để chúng ta sử dụng cho cái bộ điều hòa này sẽ là lốc 508. Lốc 508 hiện nay trên thị trường nó nó sẽ có rất là nhiều loại và bên em sẽ cung cấp là ba loại chính là một loại của Sten, một loại của Denso và một loại của Singapore thì nó tùy thuộc vào giá thành và cái yêu cầu của khách hàng để bên em sẽ chuyển tới anh em và cái buly tăng này cũng thế buly tăng này thì khi mà bên em sắp để chuyển tới tay anh em thì đều sắp cái hàng loại tốt này tức là buly có bi và có phanh luôn công tắc thì sẽ là công tắc 24V phin thì nó sẽ vẫn là phin bình thường phim lọc sắt bình thường để chúng ta bắt vào cái dàn nóng và cái cũng có giá bắt phim cái dưa le 24v và van áp suất thì vừa rồi em cũng vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái bộ điều hòa để sử dụng lắp cho xe Thaco và Thaco forlan đây là những cái đời thông dụng chưa em chưa nói đến đời cũ quá hoặc là đời uh, tức là đời đời uh, cao thì nó sẽ là mã bản khác em sẽ cố gắng làm trong một cái video gần nhất. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.